Được xây dựng từ năm 2008 và hoàn thiện năm 2013, đến nay hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị này bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, xuống cấp. Đó là thực trạng đang diễn ra tại khu đô thị Lideco thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nằm dọc theo quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Trạm Trôi, khu đô thị Lideco là một trong những dự án lớn nhất huyện Hoài Đức hiện nay do công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 38 ha với tổng mức đầu tư lên tới 781 tỷ đồng, gồm 600 ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều năm trở lại đây, khi thị trường bất động sản Hà Nội sụp đổ, đất xuống giá, khiến hàng trăm biệt thự, nhà liền kề tại đây đang rơi vào tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc khắp nơi, nhiều bức tường bị nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng. Tại đây, các minh dán quảng cáo bán nhà xuất hiện cũng ngày một nhiều hơn. Được biết, tổng thể không gian khu đô thị được chia thành hai đơn vị ở, nằm về hai phía trục đường chính 31m. Khu phía tây của dự án có hồ nước lớn với đầy đủ khu hỗn hợp thể thao, giải trí, ăn uống, thương mại và hành chính.